Quý vị khán giả đang đến với những chương trình bộ phim cuối tuần này sẽ được ra mắt cùng với Sophie Bảo Trân và anh Tuấn. Và ngay bây giờ để anh Tuấn hỏi một câu, đó là cuối tuần này ngoài những ba bộ phim chúng ta vừa mới giới thiệu ra thì còn những bộ phim gì đáng xem trong tuần này nữa Sophie? Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì có một phim tài liệu mang tên là The Look of Silence. Xin mời quý vị xem clip giới thiệu sau đây. Tidak, saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? 1 juta orang dibunuh atau lebih. Soal dia politik. Jadi kepiye mak perasaan mama tinggal cerok di antara pembunuhan anak mama. The Look of Silence là một bộ phim tài liệu kể về nạn diệt chủng ở Indonesia. Một gia đình sống sót đã phát hiện và phải đối mặt với người đàn ông đã giết em trai của họ. Bộ phim thuộc thể loại phim tài liệu với thời lượng là 103 phút bởi đạo diễn Joshua Oppenheimer. Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama bapak, apa yang akan bapak lakukan dengan aku? Tak bisa kita bayangkan ya. Wow, Bảo Trân thấy phim này cảm động thiệt. Phim này là nói về cái Indonesian killings vào năm 1965. Thời gian đó thì bị có rất là nhiều người bị giết trong cái cuộc đó. Rất là buồn, và đây là một cái phim mà gia đình đó phải đối mặt với người mà đã giết con của người ta. Cái nhìn của sự câm lặng khi mà nghe cái tên của cái chủ đề của cái bộ phim thì chúng ta nghe thấy hơi hướng của một cái sự nghệ thuật ở trong đó. Và nếu như mà nói về đây là một phim bộ phim tài liệu thì thật sự nó không có khô khan như thế nào. Như những cái hình ảnh mà quý vị đã thấy khi nãy trong đoạn trailer đó, nó rất là nghệ thuật. Nghệ thuật nhưng mà nó rất là chân thực. Nó nói lên, như Sophie nói, là cái nạn diệt chủng ngay tại Indonesia. Mà có lẽ là những ai mà yêu thích về thể loại phim tài liệu mà nghệ thuật như thế này chắc chắn sẽ không bỏ lỡ qua bộ phim The Look of Silence, cái nhìn của sự câm lặng. Yeah. Và thường thì trong rạp mà the mainstream market á, thì thường người ta không có chiếu nhiều phim tài liệu, nhưng mà hình như là mỗi tuần hay là lâu lâu mỗi tháng họ sẽ chọn một cái phim mà đã thắng được nhiều giải trong các liên hoan phim vòng quanh thế giới để chiếu cho quý khán giả xem. Và bộ phim này thì cũng là một trong những bộ phim đã đạt được giải đề cử của liên hoan phim Venice 2014 vừa qua. Đúng rồi. Dạ, vâng. Và vâng, thưa quý vị, phim kế tiếp nói về một nhân vật mà chúng ta nghe đến rất là nhiều, đó là Sherlock Holmes. Nhưng mà khi mà Sherlock Holmes đã lớn tuổi rồi và về hưu thì như thế nào? Xin mời quý vị xem clip trailer sau đây. His name is Mr. Sherlock Holmes. Is that him? My mother, she wonders if you have brought your famous hat. The Deerstalker. I've never worn one. And a pipe? I prefer a cigar. Nếu ai đã từng say mê với những tiểu thuyết trinh thám của Sherlock Holmes thì có lẽ là sẽ không có thể nào bỏ lỡ qua bộ phim nói về ông ta. Bộ phim thuộc thể loại phim tâm lý huyền bí với thời lượng 104 phút nói về thám tử tài ba Sherlock Holmes khi mà ông đã về hưu và ông nhìn lại những gì đã trải qua trong cuộc sống của mình, và ông phải vật lộn với một trường hợp chưa được giải quyết và có liên quan tới một người phụ nữ xinh đẹp. Với khả năng tài ba của ông thì một trường hợp này liệu có được giải quyết hay không? Với sự kinh nghiệm của ông thì chúng ta hãy cùng xem bộ phim này sẽ được công chiếu vào cuối tuần này. Và vâng, thưa quý vị, trong phim này thì có những diễn viên như là ông Ian McKellen, Lori Linney, Hiroyuki Sanada và Hattie Morahan.
a man comes to Baker Street, you say you've come about your wife. How could you tell? When you're a detective and a man comes to visit you, it's usually about his wife. My Anne has changed. Yesterday, I followed her. It is highly poisonous. A drop will more than suffice. Planning an escape with the mystery man. What possible motive could you have had? I demand you produce her. Oswald, it is a wish to know if you are this man's wife. No. Voila! Now, Roger's been a help to you. He's always been clever. It's evidence. Now we must solve it. A convincing set of circumstances signaling your intention to murder your husband. Mr. Holmes. Wow, phim này không chỉ là có những người diễn viên mà là Oscar nominated rồi thôi, nhưng mà bà Trân đoán là chắc năm sau là có thể phim này là được nominated cho Oscar, anh nghĩ sao? Cũng có thể lắm, tại vì nói về một cái chủ đề là ngày thám tử Sherlock Holmes. Thực sự ra đây là một khi nói về Sherlock Holmes thì cho tới hiện tại bây giờ thì nhiều người vẫn đặt ra nghi vấn là ông Sherlock Holmes có thật hay là không. Tuy nhiên thì nói về những vụ án mà ông đã phá án thì ít nhiều gì cũng đã đem cho tới rất người đọc và những người xem phim có một cái nhìn chân thực nhất về Sherlock Holmes. Và khi đã chuyên nghiệp trong những vụ án rồi mà còn một vụ án chưa được giải quyết thì ông ta bức xúc lắm. Đó là nguyên nhân có cái bộ phim này. Và khi mà anh nhìn tới người nam diễn viên chính thì anh thấy ông đó nhìn thấy quen không? Và chẳng đố anh á. Nhìn thì thực sự ra các diễn viên Hollywood thì ít nhiều gì cũng thấy quen. Tại vì một người có thể đóng vài ba bộ phim. Tuy nhiên thì cách hóa trang của ông Sherlock Holmes trong diễn viên chính này thực sự ra nhìn lạ quá. Không biết Sophie có bực mí cho anh Tuấn được không? Mới đầu thì Bảo Trân nhìn vô thì thấy ồ, ông này nhìn thấy quen nhưng mà không nhớ trong phim nào. Gặp nhưng ở mà đâu khi rồi, mà không có gặp. Nhưng mà khi mà ông đứng trong cái green field mà thấy đồng mà màu xanh mà lớn á, tự nhiên Bảo Trân nhớ là trong phim mà ông đóng mà rất là nổi tiếng là ông có tóc dài màu trắng. Ông là Gandalf trong phim Lord of the Rings. Đúng rồi. Đúng rồi. Hóa trang thật là hay. Dạ, nhìn thấy lạ thiệt. Chúa tể của những chiếc nhẫn đó. Anh Tuấn nhớ, nhớ được rồi, đúng rồi. Đúng rồi, hay. Dạ, vâng, thưa quý vị, và phim kế tiếp bà Trang xin giới thiệu đến quý vị là phim The Stanford Prison Experiment. Xin mời quý vị xem clip giới thiệu sau đây. Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. Prisoner. Sounds like it would be a little less work. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. Là thêm một bộ phim về chủ đề tâm lý. Nội dung chính của phim kể về 24 nam sinh viên trong số 75 người đã được lựa chọn và phân công ngẫu nhiên đóng các vai tù nhân hay đóng các vai cai tù trong một nhà tù giả nằm ở tầng hầm của một tòa nhà tâm lý học tại trường Đại học Stanford. Và bộ phim dài 122 phút và sẽ được công chiếu vào cuối tuần này. Wow, và phim này là sẽ có những diễn viên như là Ezra Miller, Ty Sheridan, Billy Crudup và Olivia Thirlby và được đạo diễn là Kyle Patrick Alvarez đạo diễn. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing? I just made that! What was that? You just hit him. You're not supposed to hit him! Should we step in? No. Let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them. Wait! Wait!
I want out! I want out now! You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be? I had no idea. Thật sự anh Tuấn không thích bộ phim này. Thế sao? Tại vì nó thuộc về chủ đề tâm lý, phải suy nghĩ nhiều lắm khi xem bộ phim này. Nhất là đi vào cai ngục rồi tù nhân rồi tối tăm rồi còn phải suy nghĩ nữa. Bảo Trân định nói là trong tất cả những phim mà mình giới thiệu đến quý vị hôm nay thì Bảo Trân thích nhất là phim này. Tại vì Bảo Trân rất là thích phim tâm lý. À, thích suy nghĩ đó phải không? Thích suy nghĩ. Và để Bảo Trân hỏi anh thì nếu mà anh được làm sự lựa chọn giữa làm tù nhân hay là tù trong thì anh chọn làm người nào? Làm tù nhân hay là cai ngục? Ồ, cai ngục là prison guard đúng không? À đúng rồi. Dạ. Thì làm người nào làm tù nhân sướng hơn? Đúng không? Có một người, có một nhân vật trong phim cũng nói y chang như vậy, làm tù nhân sướng hơn. Và khi Bảo Trân research thêm về cái phim này thì Bảo Trân mới hiểu biết ra là cái phim này dựa theo một cái experiment mà real luôn. Vào năm 1971 thì có một cái experiment này tại trường đại học Stanford University và họ đã chọn 25 học sinh mà giống như là giỏi nhất, mà the best people, người ta phải nói là the best people, và họ muốn làm một cái experiment là bỏ vô một cái environment mà nó negative thì những người đó có trở thành người xấu không? À, như vậy rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì quý vị phải xem phim này tại rạp trong cuối tuần này. Dạ vâng, nếu như mà Sophie muốn xem những cái bộ phim tâm lý để ngồi vừa trong phim cuối tuần, đi làm về mệt rồi vừa phải suy nghĩ nữa thì hãy chọn cái bộ phim này. Còn với anh Tuấn thì thưa quý vị, có rất nhiều cái bộ phim về hành động, phiêu lưu, tâm lý, tình cảm, hài hước. Rất nhiều cho quý vị lựa chọn cuối tuần này. Anh Tuấn và Sophie kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật đẹp và hy vọng là quý vị sẽ chọn được một bộ phim ưng ý. Xin kính chào quý vị.